Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để làm sao mà giữ cho nước ngọt đó các bạn đó, mà các bạn dùng rồi để qua ngày hôm sau đó các bạn thì nó vẫn còn ga thì rất là hay nha các bạn nha. Đó thì đây là chai nước ngọt còn nguyên nè, mình mở ra nè các bạn. Đó thì các bạn nghe cái xèo liền đúng không? Đó. Đó các bạn uống. Rồi. Thì sau khi mà các bạn đã đổ nước ngọt ra thì các bạn sẽ đậy nắp lại cho thật kín nha các bạn nha. Đó. Các bạn đậy cho thật kín thật chặt luôn. Thì các bạn thấy nè, các bạn thấy cái chai nó mềm xèo đúng không? Mình bóp. Các bạn cũng thấy nè thấy không? Đó, mình bóp nhẹ thôi cái chai nó cũng mềm nè. Thì để cho cái chai nó có thể giữ được ga bên trong á, mà qua ngày hôm sau chúng ta uống vẫn còn ngon á, thì các bạn sẽ dỗ vào cái thân chai như thế này. Đó, các bạn sẽ dỗ xung quanh ha. Dỗ về cho mình. Cho đến khi nào mà các bạn thấy á, cái chai á nó bắt đầu căng cứng lên. Đó, các bạn thấy nè, đó cái chai bắt đầu nó căng cứng rồi các bạn nha. Đó, rồi, bây giờ cái chai nè nó căng cứng lên và bọt cũng lên rồi các bạn ha. Rồi, thì lúc nãy chúng ta cũng đã đậy nắp cho cứng rồi. Thì sau đó mình không uống nữa. Mình để qua ngày sau hôm sau mình uống và mình bỏ tủ lạnh. Thì các bạn thấy á, khi mở tủ lạnh qua để ngày hôm sau nha, mở tủ lạnh ra là cái lượng ga trong đây nè nó vẫn còn luôn các bạn nha. Khi mở ra nó cũng vẫn như vậy. Đó, thấy chưa? Vẫn nghe cái xèo liền. Đó. Thì cách này các bạn là để cho các bạn á, để qua ngày hôm sau vẫn uống được, vẫn còn ga luôn nha các bạn nha. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý á là nếu các bạn uống trong nhiều lần á thì những cái ga này các bạn nó sẽ giảm đi trong nhiều lần sau nữa các bạn ha. Nó sẽ không còn mạnh, cái ga không còn mạnh như lúc đầu, như vài lần lúc đầu mà chúng ta đã làm. Vài lần sau á thì cuối cùng á, nhiều lần quá thì nó sẽ bị giảm ga hết. Đó, nhưng nói chung là chúng ta làm nhiều lần này nó sẽ không còn tác dụng nữa nha các bạn nha. Đó. Thì cách này chỉ áp dụng cho những cái chai nước ngọt mà nhỏ nhỏ thế này và chúng ta uống không có để lâu nha các bạn nha. Đó. Thì chúng ta chỉ để được 1-2 ngày là cùng là cao lắm rồi ha các bạn ha. Như vậy thì cái tác dụng của mình lúc nãy mình chia sẻ các bạn á thì nó sẽ không có bị đi hơ hết ha. Còn nước ngọt mà lon á các bạn. Đó, thì các bạn sau khi các bạn mở ra thì các bạn đổ vào ly uống nhưng mà vẫn còn dư lỡ dở, các bạn không uống nữa mà muốn để tủ lạnh để ngày mai uống tiếp á, thì các bạn sẽ kiếm một cái chai không hết các bạn ha. Cái chai không hoặc là chai nước ngọt giống như thế này cũng được. Đó, mà ta uống hết rồi đó thì chúng ta sẽ đổ cái chai nước ngọt lon đó vào còn dư đổ vào trong đây và đậy nắp cho thật kín. Xong các bạn cũng sẽ làm tương tự, các bạn dỗ vào trong cái chai này tương tự như vậy cho lúc nãy mà mình đã chia sẻ các bạn á. Đó. Rồi các bạn sẽ bỏ tủ lạnh tiếp và các bạn để qua ngày mai các bạn uống, mở ra vẫn có ga bình thường, không bị mất ga nha các bạn nha. Đó. Thì đây là cách mà mình chia sẻ cho các bạn uống nước ngọt không bị mất ga và nó vẫn ngon. Và nhờ có lượng ga đó nha các bạn nha. Và tại sao á cách này có thể giữ nước ngọt còn nhiều ga như ban đầu? Với các chai nước ngọt mà mới mua trong chai sẽ có một khoảng không này là khí CO2 thứ tạo ga tiếng xịt. Khi các bạn mở nắp này, khi mở nắp thì không khí bên ngoài sẽ tràn vào làm cho áp suất trong chai giảm, độ lan tỏa của khí CO2 trong nước cũng giảm đi và khí sẽ thoát ga nhanh hơn. Khi bạn dùng tay đấm mạnh vào cái thân chai mà lúc nãy mình đã chia sẻ đó, khiến cho cái áp suất không khí trong chai nó sẽ tăng lên, giúp cho khí ga được giữ lại trong chai lâu hơn. Và chỉ vài thao tác đơn giản là bạn có thể giữ được nước ngọt dùng qua ngày mà vẫn nhiều ga như mới mua. Và mình chúc cho các bạn thành công với cái mẹo này mình chia sẻ cho các bạn nha. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.